này. Quý vị và các bạn thân mến, với những tin tức gần đây về trận mưa xối xả ảnh hưởng rất lớn tới đập Tam Hiệp ở Trung Quốc, chúng mình nghĩ sẽ rất thú vị nếu như tìm hiểu thêm 5 con đập nữa ở trên khắp thế giới có nguy cơ bị vỡ bất cứ lúc nào. Vậy thì mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân Thùy Dung và Khám Phá Tư Vi cùng đi tìm hiểu 5 con đập có nguy cơ bị vỡ bất cứ giây phút nào qua video của chúng tôi ngày hôm nay nhé. Một, đập Moraporia ở Kerala, Ấn Độ. Được hoàn thành vào năm 1895, nước từ hồ Periyar được chuyển qua một nhà kho và chuyển qua một loạt các đường ống đến nhà máy điện Periyar, nơi mà nước được sử dụng để tạo ra điện. Con đập trở thành thứ không thể thiếu và vô cùng quan trọng trong khu vực, nhưng có một điều đáng để lo ngại về tuổi thọ của nó. Năm 1979, Ấn Độ từng hứng chịu khi mà đập Morivi đã thất bại, dẫn đến cái chết của 15.000 người. Những lo ngại về sự an toàn sau đó đã được đặt lên đập Molapiriya, nơi mà đã bị cáo buộc xuất hiện những vết nứt và rò rỉ. Ngay sau đó, một nghiên cứu đã được thực hiện cho thấy con đập sẽ không thể chịu được lực của trận động đất với cường độ 6 độ Richter. Vấn đề chính ở đây là con đập này được xây dựng quá lâu với phương pháp không còn khả thi. Ví dụ, nó được tạo ra bằng cách sử dụng gạch đá, vụn với vữa vôi. Tệ nhất là con đập nằm ở khu vực được coi là hoạt động địa chấn diễn ra mạnh. Chấn động và động đất nhỏ đã xảy ra từ năm 1980. May mắn thay, chưa một trận động đất nào đủ mạnh để gây ra thiệt hại đáng kể cho con đập. Nhưng rủi ro vẫn còn nguyên đó, ngày càng nguy hiểm hơn. Do vậy, trong những năm gần đây, nhiều cuộc gọi đến với yêu cầu ngừng hoạt động con đập. Nếu không có phương pháp gì được thực hiện và con đập bị vỡ, thì 3,5 triệu sinh mạng sẽ có nguy cơ bị cuốn trôi trong lũ lụt. Tình hình ngày càng cấp bách và người dân thì đang mong ngóng từng ngày. Hai, đập Forbach. Không quá xa thị trấn nhỏ của Glasgow, Mantara là một trong những hồ chứa lớn nhất ở trên thế giới, đập Forbach. Nhưng con đập 80 tuổi này lại là một trong những thứ nguy hiểm nhất ở Bắc Mỹ. Forbach là công trình cao nhất trong hệ thống 6 đập chính dọc theo con sông Missouri, nằm ở phía đông của vùng Bắc Montana thuộc Hoa Kỳ, gần Glasgow với tiếp giáp các khu vực cộng đồng Forbach. Với chiều dài khoảng 6.409m và chiều cao là 76m, đây là đập thủy lực lớn nhất tại Hoa Kỳ và tạo thành khu vực hồ Forbach. Là hồ nước nhân tạo lớn thứ 5 ở Hoa Kỳ, đập nước này nằm trong khu bảo tồn đời sống hoang dã quốc gia Charles M. Russell. Hồ chứa nước có chiều dài lên tới 216 km cùng với con đập được sử dụng cho những mục đích như là sản xuất thủy điện, kiểm soát lũ lụt và quản lý chất lượng nước. Ông Dr. Sass là một trong những cố vấn về đất đai và động vật hoang dã, người đã nghiên cứu các con đập ở trên sông Missouri trong hơn 40 năm tin rằng vấn đề chính nằm ở đây, xây dựng con đập này. Cùng suy nghĩ vấn đề với ông, người quản lý vận hành đập Forbach tuyên bố rằng con đập được xây dựng từ thủy lực. Về cơ bản là bùn và nước được bơm từ cả hạ lưu và thượng lưu của vị trí đập. Nó không phải là một trong những phương pháp an toàn để xây dựng đập. Kỹ thuật này làm cho nhiều khả năng con đập có thể sẽ bị sụp đổ. Khi con đập được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1938, đã có một vụ sập dẫn tới 8 người chết. Nếu như đập Forbach bị vỡ, thì nó có thể sẽ dẫn đến những hiệu ứng giống như là domino, cũng sẽ dẫn đến việc phá hủy 5 con đập khác nằm ở hạ lưu. Lũ lụt sẽ phá hủy các đường ống, đường cao tốc, cầu và bất cứ thứ gì khác trên đường đi của nó. Nó sẽ trở thành một trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử của nước Mỹ, cướp đi hàng ngàn sinh mạng. May mắn thay, cho đến nay, dường như không có bất kỳ rủi ro nào xảy ra, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Vào năm 2011, quân đoàn kỹ sư đã đề xuất 225 triệu đô la để sửa đập Forbach. Tuy nhiên, họ chỉ nhận được khoảng 1/5 số tiền đó. Trong khi đó, nhiều dự án đòi hỏi sự chú ý của chính phủ thì đập Forbach là một trong những dự án không thể bỏ qua lâu hơn nữa bởi tính mạng con người không thể bị lơ là hơn nữa. Ba, đập Tam Hiệp. Vào tháng 6 năm 2020, Trung Quốc đã trải qua những trận mưa lớn. Những cơn mưa đã tàn phá khắp 24 tỉnh thành và sức mạnh của những cơn mưa đã gây nghi ngờ về khả năng tồn tại của con đập Tam Hiệp khổng lồ.
Các chuyên gia đã cảnh báo rằng có thể sẽ bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Đập Tam Hiệp là một dự án thủy điện lớn nhất thế giới. Chính phủ luôn đảm bảo rằng con đập này có cấu trúc chắc chắn, kiên cố, thì công chúng vẫn nghi ngờ. Một nhà thủy văn học Trung Quốc có tên là Wang Yulun luôn nghi ngờ về khả năng tồn tại của con đập trong thời tiết hiện tại. Ông chỉ ra rằng việc kiểm tra chất lượng đập, xây dựng và thiết kế tổng thể đều được tiến hành bởi cùng một nhóm. Ngoài ra, ông cũng tin rằng toàn bộ dự án được hoàn thành quá nhanh. Người ta cũng thấy rằng mực nước ít nhất của 148 con sông ở Trung Quốc đặt trên ngưỡng cảnh báo, có nghĩa là đập Tam Hiệp đang ở trong tình trạng chịu đựng áp lực lớn nhất. Trong những năm qua, thì đập Tam Hiệp được ca ngợi là một trong những thành tựu kỹ thuật vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Tuy nhiên, thì các vết nứt hiện tại cũng là tình trạng lũ lụt kéo dài đe dọa không nhỏ tới tính mạng của hàng triệu người dân, đặc biệt là những người sống ở vùng hạ lưu của dòng sông Dương Tử. Khi con đập được xây dựng, các quan chức Trung Quốc cho biết nó có thể chịu được những trận lụt tồi tệ nhất trong khoảng 10.000 năm. Không lâu sau đó, họ đã thay đổi khung thời gian là 1.000 năm và cuối cùng là 100 năm. Điều này cho thấy được sự thiếu tự tin cũng như là tự hạ thấp vào tính toán toàn vẹn cấu trúc của đập. Các nhà khoa học đã lên tiếng về các vấn đề tiềm năng đã được hình sự hóa và có thể Trung Quốc đang không chuẩn bị cho một thảm họa chưa từng có trong lịch sử. Nếu như con đập bị vỡ, nó sẽ ảnh hưởng đến hơn 400 triệu người sống ở hạ lưu và có thể là một trận lụt tồi tệ nhất trong lịch sử được ghi nhận. Số 4. Đập Isabella. Hồ Isabella nằm ở phía nam của dãy núi Sierra Nevada. Nó nằm ở độ cao khoảng 900 mét về phía thành phố Baskerville, một trong những thị trấn với dân số khoảng 350.000 người. Đập Isabella nằm ở hồ này được xây dựng vào đầu những năm 1950, rất lâu trước khi các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại được đưa ra. Hiện nay thì nó đã không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn. Xói mòn bên trong có khả năng sẽ bị rò rỉ và cuối cùng là có thể vỡ đập. Các nhà địa chất cũng đã ghi nhận và thấy rằng con đập được xây dựng trực tiếp bên cạnh một đoạn đường đứt gãy đang hoạt động của trái đất. Điều này là vô cùng nguy hiểm. Những vấn đề này đã được phát hiện vào những năm 2000 và một kế hoạch hành động ngay lập tức được đưa ra để ngăn chặn những sự cố tiềm ẩn. Tuy nhiên, thì con đập vẫn còn nhiều vấn đề và hơn 1/4 triệu người vẫn đang bị tổn hại. Đây chính là lý do tại sao điều tối quan trọng đối với những người dân ở Baskerville, California là nhận thức về vấn đề mà con đập này đang diễn ra. Vì vậy, đã có một kế hoạch hành động để thoát khỏi sự tổn hại nếu như con đập bị vỡ. Vào năm 2017, quân đoàn đã trao một hợp đồng 204 triệu đô la để xây dựng các trùng tu đập để giải quyết các mối lo ngại về việc rò rỉ cũng như là các vấn đề về địa chấn. Công trình mới được bắt đầu vào năm 2018 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2022. Số 5. Đập Barker. Vào năm 2017, cơn bão Harvey đã tàn phá bang Texas. Ngay cả trước những cơn bão, tình hình cũng đã không ổn cho con đập Barker. Cơn bão đến chỉ chứng tỏ thêm sự cần thiết và chủ động hơn về việc giải quyết một con đập bên bờ vực bị vỡ. Trong cơn bão, mực nước trong hồ chứa đã đầy đến mức kỷ lục. Để ngăn chặn các con đập trở nên quá tải, quân đoàn kỹ sư Hoa Kỳ đã phải xả nước. Các con đập được coi là có nguy cơ rất cao do tuổi tác và có dấu hiệu bắt đầu bị bào mòn. Quân đoàn nhấn mạnh rằng các con đập không có mối đe dọa ngay lập tức và chúng thậm chí có vẻ ổn so với những lo ngại sau khi cơn bão Harvey diễn ra. Tuy nhiên, thì sửa chữa các con đập cần phải là một trong những ưu tiên của bang. May mắn thay, tiến trình đã được thực hiện để làm giảm thiểu mối đe dọa. Các kỹ thuật viên đã tiếp tục làm việc trên các cống xả và xây thêm các kênh đê bê tông mới để có thể kiểm soát tốt nhất dòng chảy. Với rất nhiều các con đập ở trên thế giới có nguy cơ bị vỡ, điều quan trọng là người dân địa phương gần những con đập này phải nỗ lực tự mình để giảm thiểu rủi ro và thực hiện các sửa chữa cần thiết. Bởi vì nếu như họ không làm, không nói lên tiếng nói mạnh mẽ, chờ đợi trong lo sợ thì kết quả có thể sẽ là thảm họa. Trung Quốc, quốc gia đông dân bậc nhất hành tinh, qua bề dày lịch sử hàng ngàn năm đã xây dựng những công trình khiến cho cả thế giới phải trầm trồ. Họ có Vạn Lý Trường Thành, một trong 7 kỳ quan thế giới, họ có Tử Cấm Thành, tòa thành khổng lồ, nguy nga với nhiều ý nghĩa văn hóa.
Và trong lịch sử hiện đại thì còn có đập Tam Hiệp, con đập thủy điện lớn nhất thế giới, được xây dựng ở chân sông Dương Tử, khu vực chảy qua Hồ Bắc, Trung Quốc. Những ngày vừa qua, Trung Quốc đã phải cảnh báo khẩn cấp sau khi Tam Hiệp có nguy cơ vỡ vì những trận mưa kéo dài khiến cho mực nước của sông dâng lên. Nếu như điều đó thật sự xảy ra, thì đây là một trong những thảm họa đối với người dân của Trung Quốc đại lục. Khi số người bị ảnh hưởng có thể lên tới hàng trăm triệu cùng với những thiệt hại kinh tế ước tính ở mức khó có thể đong đếm. Vậy thì trong đập Tam Hiệp có gì mà có thể gây nhiều tranh cãi đến vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở phần tiếp theo của video nhé! Đập Tam Hiệp bắt đầu được khởi công chính thức vào năm 1994 và được xem là dự án kỹ thuật lớn nhất Trung Quốc thời bấy giờ. Và ở thời điểm khánh thành năm 2006, nó cũng là con đập thủy điện lớn nhất thế giới. Đến giờ vẫn chưa nơi nào có thể vượt qua. Con đập có cấu trúc làm từ bê tông dài 2.335m với chiều cao tối đa là 185m. Nó chứa khoảng 28 triệu mét khối bê tông, 463.000 tấn thép theo bản thiết kế chuẩn, nhấn chìm khu vực ba hẻm núi Cù Đường, Vu và Tây Lăng. Đập Tam Hiệp tạo ra một vùng nước mênh mông cho phép các phương tiện thủy giới di chuyển một khoảng cách lên tới 2.250 km từ Thượng Hải đến tận Trùng Khánh. Các hoạt động thủy điện thực chất đã bắt đầu một cách hạn chế từ năm 2003, sau đó tăng dần thêm là tuabin thủy điện theo từng năm, kéo dài đến năm 2012, với tổng cộng là 32 tuabin vận hành. Nhờ số tuabin khổng lồ này thì đập Tam Hiệp có thể tạo ra và tích trữ 22.500 MW điện, lớn bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, việc xây dựng con đập đã kéo theo vô số những hoài nghi và chỉ trích, các vấn đề bao gồm những mối nguy hại cực đại nếu như con đập này sụp đổ, thứ mà hiện tại người Trung Quốc đang lo sợ. Ngoài ra, còn là việc phải di rời 1,3 triệu dân tại hơn 1.500 thành phố, thị trấn, làng mạc dọc theo con sông và cuối cùng là vấn đề phá hoại cảnh sắc thiên nhiên trong khu vực. Hơn thế nữa, một số ý kiến còn tỏ ra lo ngại rằng chất thải từ khu vực dân cư và các khu công nghiệp sẽ làm ô nhiễm hồ chứa và đặc biệt là việc trữ một lượng nước quá lớn có thể gây ra những thảm họa như là động đất và sạt lở. Vừa rồi chính là năm con đập có thể có nguy cơ bị vỡ bất cứ lúc nào, thật là nguy hiểm đúng không nào? Và chúng ta đều biết rằng tác hại của nó khi mà vỡ đập. Hãy luôn đồng hành với Khám phá Tubi để cùng tìm hiểu những điều bí ẩn trên thế giới nhé. Đừng quên ấn nút like, share và subscribe để nhận thông báo mới nhất từ kênh. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại.